Shop Quang Minh xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị nhé. Hôm nay thì bên shop em lại về thêm được rất nhiều các cái mã sản phẩm mới. Em lại tiếp tục lên video cập nhật giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Đấy, hôm nay thì bên em về tiếp tục về cho các bác cái dây giãn này, rồi máy thái rau củ này, rồi bình giữ nhiệt của Mỹ, đấy, đèn treo, rất nhiều các cái sản phẩm để phục vụ cho quý cô bác anh chị. Các bác lần đầu ghé qua kênh thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh, cũng như là bật chuông để theo dõi các cái video mới của bên em. Bên em thì sẽ lên video hàng ngày để giới thiệu đến quý cô bác anh chị luôn, hàng ngày cập nhật cho các bác các cái mẫu sản phẩm mới. Đấy, đây là các cái số hotline của bên em nhá. Đấy, các bác cần mua sắm gì thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp. Đấy, các bác có thể là gọi điện nhắn tin hoặc là các bạn qua Zalo thì bên em sẽ có nhân viên tư vấn và chốt đơn cho các bác. Một số các cái lưu ý dành cho các bác trước khi mua hàng đó là đã gọi điện thì không nhắn tin, tránh việc là trùng đơn. Thứ hai là nhận hàng thì các bác nhớ kiểm tra hàng cùng với ship. Hàng hóa có vấn đề gì thì các bác vui lòng liên hệ lại thì bên em sẽ xử lý luôn. Và cái lưu ý thứ ba là các bác cũng cân nhắc kỹ trước khi mua hàng. Đấy, chọn mua các sản phẩm phù hợp với lại nhu cầu cũng như là phù hợp với lại túi tiền, tránh việc là hàng đến các bác không nhận hàng. Và bên em thì sẽ là ship hàng toàn quốc này, ship hàng toàn quốc, bao ship cho các bác tất cả các cái đơn hàng từ 200k. Đấy, bao ship cho tất cả các đơn hàng từ 200k, các bác nhận hàng thì được kiểm tra hàng cùng ship thoải mái nhá. Đấy, và sau đây thì em xin đi vào giới thiệu chi tiết các cái mã sản phẩm của bên em. Đầu tiên thì lên cho các bác cái mã đó là cái con máy thái rau các bác nhá. Máy thái rau. Đấy, con này thì các bác mua về để sử dụng thái các loại rau củ quả rất là tiện lợi luôn. Các bác có thể là cho cà rốt, cho khoai tây các thứ vào đây. Mình này nó sẽ có cho các bác là các cái lưỡi, nó sẽ có lưỡi sẵn ở trong đây rồi và nó có tặng kèm thêm cho các bác các cái đầu, các cái lưỡi ở bên ngoài này. Đấy thì tùy cái nhu cầu của các bác muốn thái sợi này hay là thái lát này hay là thái như nào đấy thì các bác lắp cái lưỡi phù hợp vào đây. Đấy để mình các bác có thể là thái sợi khoai tây này. Đấy, thái sợi cà rốt này. Cà rốt các thứ để mình làm nộm này. Đấy, hoặc là kể cả thái lát mỏng để đắp mặt nạ hoặc là cho khoai tây vào đây, thái sau thái thành những cái lát mỏng để mình làm món khoai tây chiên cho các bé cũng rất là ok. Đấy các bác chỉ cần đây, nó sẽ có cái nút nút ở đây để các bác bật nhá. Đấy, nó có nút bật ở đây này. Đấy, và có cái tay cầm này thì khi mà các bác cho rau củ vào đây đấy, thì mình sẽ dùng cái tay cầm này mình xoay và mình dùng cái phần nắp nhựa này đấy, mình ấn nó xuống nhá, ấn xuống và dùng tay quay. Đấy, đây em sẽ có cho các bác cái video để review thực tế cái sản phẩm nhá. Đấy, khoai tây các bác cho vào này. Đấy, cho khoai tây vào xong là quay này là nó ra những cái lát mỏng để làm các cái món như là khoai tây chiên các thứ này. Đấy, dưa chuột này, rồi cà rốt này. Đấy, nói chung là rất là tiện lợi luôn, thông minh, chỉ cần cho vào cho các loại rau củ vào cái phần phần miệng này, sau đó là mình dùng cái phần này mình ấn xuống này và mình xoay đều vào cái tay này. Đấy, nói chung là máy dùng rất là ok các bác nhá. Rất tiện lợi luôn, làm nộm rồi làm khoai tây chiên rồi kể cả là cắt lát dưa chuột các thứ để làm đắp mặt nạ này. Đấy, nó thái cực kỳ mỏng nhá, thái mỏng và các cái miếng nó rất là đều nhau. Đấy, kích thước của nó rất là đều nhau luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp em là máy thái rau nhá. Đấy, máy thái rau, nói chung là nó rất là tiện lợi cho các bác sử dụng ở trong gia đình luôn. Sẽ có cho các bác là 4 cái lưỡi này để các bác ví dụ các bác muốn cắt cái kiểu nào thì các bác sẽ lắp cái lưỡi phù hợp vào để mình dùng. Đấy, giá của nó sẽ là 120k, 120k cho một con máy thái rau này thôi. Đấy, một bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm cho các bác một thân máy như này và có cho các bác 4 lưỡi để các bác thay thế nhá. 4 lưỡi cho các bác thay thế này. Đấy, về thì các bác cứ thế là sử dụng thôi, rất là dễ dàng sử dụng. Đấy, các bác lên mã giúp em là máy thái rau nhá. Giá của nó sẽ là 120.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái mã đó là cái dây giãn xanh. Đấy, cái này thì các bác mua về sử dụng để xịt rửa sân sướng xe cộ hoặc là các bác dùng để tưới rau cũng được nhá. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một dây. Dây này thì dài khoảng tầm là 10m. 10m này. Dây của nó sẽ là dây giãn, dây co giãn nhá. Bên ngoài của nó là bọc vải này. Đấy, bọc vải này. Có cho các bác cả một cái đầu vòi xịt này luôn nhá. Đầu vòi xịt này thì các bác sẽ có thể điều chỉnh được tia nước, chế độ nước tùy theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Đấy, tưới rau này, rửa sân này, rửa xe, rửa cộ nhá. Các bác sẽ điều chỉnh ở trên tay này để mình điều chỉnh cái chế độ nước phù hợp. Đấy, đóng ngắt ở trên tay cho các bác luôn. Đấy thì
Về thì các bác cứ xoáy cái phần tay cầm này thôi, xoáy cái tay cầm này vào trong cái kết nối vào với cái dây này. Đấy, còn cái đầu dây còn lại thì các bác xoáy vào cái xoáy trực tiếp vào cái ống nước nhà mình, cái vòi nước nhà mình. Đấy là mình xả ra là mình dùng thôi. Đấy, con này thì các bác dùng tưới cây hoặc là rửa xe rửa cộ rất là tiện luôn nhá. Đấy, có đóng ngắt trên tay và điều chỉnh tia nước này luôn cho các bác này. Đấy, ví dụ tưới cây tưới cối thì các bác dùng cái chế độ tưới tia nhỏ thôi. Đấy, còn nếu rửa xe các thứ thì các bác bật mạnh hơn. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. 100k cho một cái bộ dây giãn xanh này. Đợt này giảm cho các bác giá chỉ còn 95k thôi. Đấy, nhà em thì sẽ có hai màu, đó là màu xanh lá và màu xanh dương như này. Đấy thì cả hai màu thì đều rất là đẹp và rất là sạch, cho nên là nói chung là bên em sẽ bốc màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Hàng nó về theo lô thì bên em cũng sẽ bốc màu ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, một bộ như thế này bình thường các bác mua một cái vòi xịt này thôi cũng đã vào 5-70 nghìn rồi. Đấy, mà đây các bác mua một cái bộ sản phẩm vừa có dây, dây vừa có đầu vòi xịt đầy đủ cho các bác sử dụng như này mà giá chỉ có 95k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp em là dây giãn xanh nhá. Cái này thì dây nó sẽ là khoảng vào khoảng 10 mét và khi các bác kết nối với nguồn nước ấy, đấy, thì nó giãn ra được tối đa cho các bác là 30 mét nhá. Đấy, giãn tối đa cho các bác 30 mét luôn. Đấy, có tay cầm này. Đấy, vòi xịt đầu vòi xịt cho các bác này, điều chỉnh đóng ngắt trên tay và điều chỉnh chế độ nước được luôn. Đấy thì các bác lên mã giúp em là dây giãn nhá. Dây giãn giá của nó sẽ là 95k. 95k cho các bác, cho một bộ là sẽ bao gồm cho các bác là một dây dài 10 mét và cả đầu vòi xịt cho các bác luôn. Đấy, đầy đủ cho các bác về là cứ thế là kết nối vào là sử dụng thôi. Giá rất là hợp lý luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em về cho các bác cái lô đó là cái sạc dự phòng các bác nhá. Sạc dự phòng. Đấy. Đây. Nó sẽ có cho các bác là một cái cục pin sạc dự phòng như này, hàng của thương hiệu Takashio, hàng made in Japan cho các bác luôn nhá. Made in Japan. Đấy, sẽ có cho các bác một cái sợi dây sạc để các bác cắm sạc vào cái cục sạc dự phòng này. Có cho các bác sợi dây sạc thì các bác sẽ cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình và sạc giúp em. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 đầu ra, 4 đầu ra luôn này. Đấy, 4 đầu ra cho các bác này. Có cả chân iPhone này, Samsung này, rồi Oppo. Đấy, nói chung là con này thì đa di năng nhá. Dùng sạc được cho tất cả các cái dòng máy luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là 3,7V và 20.000mAh nhá. Nó sẽ là công suất của nó sẽ là 20.000mAh. Đấy, 20.000mAh nói chung là cực khủng luôn các bác nhá. Cực khủng luôn. Đấy, cái này bây giờ thì đa số là mọi người thì sẽ dùng cái sạc dự phòng này để phòng khi đi ra ngoài, nhiều khi là điện thoại các thứ nó hết pin. Đấy, nhiều khi điện thoại nó hết pin thì mình dùng cái con này nó rất là tiện. Đấy, giá của nó sẽ là 300k. 300k cho một cái bộ sạc dự phòng như này. Đấy, đa di năng, có đầy đủ các cái đầu cho các bác để các bác sạc được tất cả các cái dòng điện thoại luôn nhá. Đấy, đầu Samsung này, Oppo này, rồi iPhone. Đấy, có dây cáp sẵn cho các bác đây rồi. Nói chung là nó thiết kế rất là nhỏ gọn và tiện lợi cho các bác nhá. Công suất của nó thì 20.000mAh, nói chung là cực khủng luôn. Các bác cứ sạc đầy pin ở nhà rồi mang đi làm, đi chơi. Đấy, đi ra ngoài đường. Đấy, máy hết không bao giờ phải lo bị máy bị hết pin nhá. Hàng của thương hiệu là Takashio này, made in Japan cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em là sạc dự phòng nhá. Sạc dự phòng, giá của nó sẽ là 300k và bao ship. Đấy, 300k cho con sạc dự phòng và bao ship cho các bác luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em là sạc dự phòng nhá. Sạc dự phòng 300k. Con này thì nó còn sẽ là hỗ trợ cho các bác cả sạc nhanh luôn nhá. Đây, đây nó sẽ hiển thị cho các bác phần trăm pin này. Như cái con này là hiện tại là nó sẽ còn là 74% pin. Đấy, có cả sạc nhanh cho các bác luôn. Đấy, không cần phải kết nối qua cáp sạc. Đấy, em sẽ thử cho các bác này. Chỉ cần đặt điện thoại lên trên chốc này thôi nên nó sạc nhanh, không cần phải dây dạo lằng ngoằng các bác nhá. Đây, đang báo sạc pin ở trên điện thoại cho các bác đây. Đấy, nói chung là con này thì rất là tiện, bỏ trong túi sách ba lô đi làm đi chơi đi học đều có thể mang đi được nhá, đều có thể mang đi được, nhỏ gọn tiện lợi. Nói chung là dung lượng của nó thì cực khủng luôn rồi, 20.000mAh thì các bác cũng sử dụng được rất là lâu nó mới hết. Đấy, có cả cho ba đầu cáp sạc và có cả sạc nhanh cho các bác luôn, giá thì chỉ có 300k thôi. Đấy, các bác lên mã giúp em là sạc dự phòng nhá, sạc dự phòng 300k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, giá cực kỳ hợp lý luôn. Mã sản phẩm tiếp theo lên cho các bác trong ngày hôm nay đó là cái bộ mic dây các bác nhá. Mic dây. Đấy, hàng bãi của Nhật các bác nhá, hàng bãi của Nhật. Một bộ của nó là sẽ bao gồm cho các bác một mic một dây như này. Một mic một dây như này các bác nhá.
Đấy, hàng made in Japan cho các bác luôn. Đấy, cả mic cả dây đều made in Japan nhá, hàng bãi Nhật nhá, hàng bãi Nhật còn rất là mới luôn. Đấy, made in Japan. Con này thì các bác cứ cắm trực tiếp vào cái âm ly nhà mình là sử dụng hát rất là ngon luôn, âm thanh rất là ngon luôn các bác nhá, cả mic cả dây cho các bác luôn. Nói chung là con này thì các bác dùng không có gì phải chê cả, không có gì phải chê cả. Đấy, đây một đầu các bác kết nối vào mic, đầu còn lại thì các bác cắm vào âm ly nhà mình nhá, cắm vào âm ly nhà mình là hát ok luôn. Đấy, đây kể cả là cái sợi dây của nó nhá, sợi dây của nó nhá. Đấy, dây của nó cũng là hàng made in Japan cho các bác luôn. Cả dây cả mic đều rất là chất lượng luôn nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 250k. 250k cho một cái bộ mic dây như này. Hàng còn rất là mới nhá, hàng còn rất là mới, chưa qua sử dụng. Đấy, các bác lên mã giúp em là mic dây nhá, mic dây. Đấy, giá chỉ có 250k và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác một mic, một dây như này nhá. Về là các bác cứ trực tiếp đấu vào như này. Đấy, các bác cắm vào mic và đấu trực cắm trực tiếp vào cái âm ly nhà mình là sử dụng hát karaoke. Cái này các bác mua về hát karaoke ở gia đình thì rất là ngon luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 250k. Các bác lên mã giúp em là mic dây nhá, mic dây, giá của nó sẽ là 250k và bao ship cho các bác. Tiếp theo thì lên cho các bác cái mã đó là cái cuộn keo dán tôn các bác nhá, keo dán tôn. Đấy, bản này thì nó sẽ là bản 10 phân, bản 10 phân, chiều dài của nó thì sẽ khoảng là tầm 5 mét thôi các bác nhá, khoảng tầm là 5 mét. Con này thì các bác có thể là dán được trên tất cả các cái bề mặt và chất liệu. Ví dụ như là trên những cái đồ dùng bằng nhựa này, hoặc là trên tôn này, trên tường. Đấy, các bác ví dụ nó bị nứt này, bị vỡ này, các bác dùng cái này các bác dán lại rất là tiện, dễ dàng cho các bác sử dụng nhá. Con này thì bản của nó khá là rộng, bản của nó chiều ngang này của nó sẽ là 10 phân. Đấy, và giá thì bên em đang gửi đến các bác cái giá cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, giá chỉ có 40k thôi, 40k cho một cái cuộn keo dán tôn như này thôi. Đợt này thì bên em về nó chỉ có cái lô 10 phân này thôi. Cái loại bản 5 phân thì nó hết rồi. Cái 5 phân đấy thì dùng nó sẽ không phổ biến bằng cái 10 phân này. Đấy, cái này bản nó rất là rộng nhá, các bác dùng để dán được trên tất cả mọi bề mặt và mọi chất liệu luôn. Đấy, thì các bác lên mã giúp em là keo tôn 10 nhá, keo tôn 10. Đấy, bề ngang này của nó sẽ là 10 phân này. Đấy, giá của nó sẽ là 40k, 40k cho một cái cuộn keo dán tôn như này thôi. Đấy, giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Về thì các bác sử dụng ở trong gia đình. Đấy, những cái phần nó bị vỡ, bị nứt đấy, mình dùng con này mình dán lên. Đấy, nó dán rất là tốt luôn nhá. Mật độ bám dính của nó rất là tốt. Đấy, rất là tốt và nó dùng được cả trên mặt bề mặt mà ướt luôn nhá. Ví dụ như là chậu cái thứ mà nó bị vỡ, bị thủng, các bác dùng cái này các bác dán trực tiếp lên cũng rất là ok. Đấy, giá của nó sẽ là 40k cho một cuộn keo dán tôn như này thôi. Các bác lên mã giúp em là keo tôn 10 phân nhá. Keo tôn 10 phân, giá của nó sẽ là 40k. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em về cho các bác cái mã đó là cái bình nhiệt Mỹ nhá. Đấy, mã này thì bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Đấy, hàng thì sẽ có cho các bác là hai màu, đó là màu xanh quân đội như này. Đấy, màu xanh quân đội và màu inox. Dung tích của nó sẽ là 1 lít các bác nhá. Dung tích là 1 lít. Con này thì sẽ cả giữ nóng và giữ lạnh cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là giữ nóng trong vòng 24 tiếng này, giữ lạnh trong vòng 36 tiếng và nếu là đá nhá, đá thì sẽ giữ được trong vòng 60 tiếng cho các bác luôn. Đây, các cái thông số kỹ thuật của nó đã hiện hết ở trên đây rồi. Hàng của Nhật, hàng của Mỹ các bác nhá, hàng của Mỹ nhá, dùng cho quân đội Mỹ. Đấy, bình nhiệt dùng cho quân đội Mỹ. Phần đế này của nó sẽ có một cái miếng cao su để các bác khi các bác để trên mặt phẳng ấy, nó sẽ bám, có cái độ bám dính. Đấy, nó sẽ giúp cho tránh cái việc là bị nghiêng, bị đổ nhá. Đấy, chất liệu của nó thì sẽ là bằng inox này. Đấy, chất liệu của nó thì sẽ là inox su 304 các bác nhá. Đây, inox su 304 này. Đấy, lòng của bình rất là sâu luôn. Dung tích của nó là 1 lít, giữ nóng cả giữ lạnh luôn. Đây, phần trên này của nó sẽ có cho các bác là một cái lưới lọc nhá. Các bác có thể là pha trà, pha cà phê, pha các cái loại nước hoa quả các thứ vào đây. Đấy, khi mà mình rót ra mình uống thì nó sẽ có cái lưới lọc này để tránh việc là các cái loại bã đấy nó sẽ bị rơi ra. Đấy, có một cái nắp đậy ở bên trong giúp giữ nhiệt này. Đấy, giúp giữ nhiệt này. Nắp đậy, kể cả cái nắp đậy này của nó cũng toàn bộ là bằng inox su 304 luôn các bác nhá. Đấy, còn cái nắp bên ngoài này thì các bác sẽ dùng để vừa là nắp đậy, vừa làm cốc uống nước luôn. Đấy, có dây đeo sẵn ở đây rồi để các bác dùng để xách, để đeo lên rất là tiện. Nói chung là con này thì các bác có thể là dùng để
mang đi làm ấy, mang nước nóng nước lạnh đi làm này, hoặc là đi chơi các thứ mình mang đi, mang pha các loại nước uống sẵn ở nhà mình mang đi ấy, nó sẽ cả giữ nóng nóng cả giữ lạnh cho các bác luôn. Hoặc các bác cũng có thể là mua cho các bé nhà mình mang đi học cũng được ấy, dung tích là 1 lít nhá, dung tích là 1 lít, giá của nó sẽ là 160k, 160k cho một cái con bình Mỹ như này thôi. Đấy, chất liệu của nó thì sẽ là bằng inox su 304, inox su 304 giữ nhiệt rất là tốt nhé. Bên ngoài của nó sẽ là sơn tĩnh điện này, có hai màu cho các bác lựa chọn, đó là màu xanh và màu inox các bác nhé. Đây, nó sẽ là giữ lạnh trong vòng 36 tiếng và giữ nóng trong vòng 24 tiếng cho các bác luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 160k nhé, 160k, có hai màu cho các bác lựa chọn, đó là màu xanh quân đội như này và một màu nữa đó là màu inox. Đấy, thì các bác thích màu nào thì khi đặt hàng các bác lên, các bác sẽ đọc cả màu cả mã giúp em. Đấy, các bác lên mã giúp em là bình Mỹ xanh hoặc là bình Mỹ inox. Đấy, giá của nó sẽ là 160k, dung tích là 1 lít các bác nhá. Dung tích là 1 lít. Tiếp theo, lên cho các bác cái mã đó là cái bộ bấm móng tay ví xanh nhá. Bộ ví xanh. Đây, mở cho các bác xem bên trong luôn. Đấy, nó sẽ có đầy đủ rất nhiều các cái chi tiết để các bác chăm sóc móng với các thứ này, có nhíp này, có rũa này, có kìm cắt móng này, kéo tỉa lông mũi này, có cho các bác là 1, 2, 3 cái bấm nhỏ và một cái bấm to. Đấy, có cả dụng cụ lấy giấy tai này, nặn mụn này. Đấy, có cả dụng cụ cho các bác nạo gót chân luôn. Đây, con này sẽ là con nạo gót chân nhá. Đấy, nạo gót chân này. Đấy, có cả lưỡi các thứ cho các bác thay. Đấy, nói chung là con này thì gì cái gì cũng có luôn. Màu thì là màu xanh min, xanh bạc hà, rất là đẹp luôn. Đây, nó giống như một cái ví nhỏ, mình giống như cái ví cầm tay bình thường thôi. Có khóa kéo này. Đấy, có khóa kéo, nhìn bên ngoài thì nó sẽ giống như một cái ví đựng tiền bình thường thôi, nhưng bên trong của nó thì là đầy đủ tất cả các cái chi tiết để làm đẹp luôn nhá. Đấy, đầy đủ tất cả, tổng của nó sẽ là đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 chi tiết cho các bác luôn, 22 chi tiết luôn nhá, đầy đủ để mình cắt móng này, cắt khóe này, tỉa lông mũi này, nặn mụn này, rũa móng này, rồi lấy giấy tai, rồi thì là nạo gót chân, nói chung là đầy đủ hết các bác nhá. Màu thì cực kỳ là đẹp luôn. Cái này các bác mua về làm quà cho chị em phụ nữ làm đẹp thì nói chung là không có gì phải chê luôn nhá. Đây, nguyên cái bấm của nó, bấm móng thôi là nó sẽ có là hai cái vừa, một cái nhỏ và một cái to này. Đấy, bình thường các bác mua một cái bấm móng tay cũng đã 20-30 nghìn rồi, mà đây cả một bộ của nó nhá, có cả 4 bấm, cái bấm móng luôn, rồi đầy đủ tất cả các cái chi tiết khác nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho một cái bộ ví xanh này thôi. Đấy, các bác có thể là mua về để ở trong túi xách ba lô mang đi làm đi chơi này. Đấy, hoặc là để ở nhà mình dùng cho các cái thành viên ở trong gia đình. Cái này thì dùng được cho cả người lớn trẻ em luôn nhá. Đấy, đầy đủ các cái chi tiết luôn. Đấy, giá của nó sẽ là 100k. Đấy, 100k cho một cái bộ ví xanh này thôi. Các bác lên mã giúp em là ví xanh nhá. Ví xanh màu cực kỳ đẹp luôn, và bên trong sẽ có đầy đủ các cái chi tiết cho các bác sử dụng luôn. Giá của nó sẽ là 100k các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop em tiếp tục về được cho các bác cái lô đó là cái đèn treo. Đèn treo các bác nhá. Con này thì bên em cũng đã bán rất là nhiều rồi. Đấy, đèn cực kỳ sáng. Đấy, đèn tích điện cho các bác luôn. Có cho các bác là một cái sợi dây sạc này. Dây sạc này đã có sẵn phích cắm cho các bác rồi nhá. Về các bác cắm sạc trực tiếp là sử dụng thôi. Con này thì nó sẽ có cho các bác là hai bên hông đều là có đèn này. Hai bên, mỗi bên hai bóng này. Và thêm một cái bóng ở mặt dưới này nữa này. Có quai sách này. Đấy, cái này mình có thể là vừa làm quai sách vừa có thể là treo lên. Đấy, ví dụ như là trời tối các bác có công có việc, các bác đi ra ngoài các bác xách cái quai này. Hoặc là ví dụ bị mất điện thì các bác có thể treo lên để gia đình ăn cơm ăn nước cũng rất là tiện nhá. Đây, em sẽ bật test thử cho các bác xem độ sáng của đèn. Đấy, đầu tiên sẽ là bật cùng một lúc hai bóng, hai mặt luôn nhá. Đấy, hai mặt này của nó tổng sẽ là 4 bóng này. Tiếp theo là sẽ đến các bác có thể là sử dụng một bên. Đấy, cần dùng một bên thì các bác bật một bên. Đấy, tiếp theo sẽ đến cái con đèn ở dưới đáy này. Đèn này bên dưới này thì nó sẽ có nhiều cái bóng led nhỏ nhá. Bóng led nhỏ và cũng cực kỳ sáng cho các bác luôn. Đấy, chói mát luôn các bác nhá. Đấy, thì các bác có thể là bật cái bóng ở dưới đáy này, hoặc là bật bóng ở bên hông, hoặc là bật cùng lúc cả hai bên luôn. Đấy, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của các bác.
Đấy, các bác sẽ bật tắt ở trên cái nút nguồn ở trên đầu này nhá. Đấy, cực kỳ là sáng luôn. Toàn bộ của nó thì là ánh sáng trắng nhá. Toàn bộ đều là ánh sáng trắng này. Đấy, tổng của nó sẽ là có bốn bóng giống như dạng bóng tuyếp dài đấy. Đấy, ở hai bên. Và một cái đèn ở bên dưới này thì sẽ là bao gồm nhiều các cái bóng led nhỏ. Đấy, thì về là các bác cứ sạc pin. Đây, nó sẽ có cái rắc để các bác cái chân để các bác cắm sạc nhá. Đấy, chân cắm sạc đây. Và sạc đầy pin vào là sử dụng phòng những khi là mình có công có việc, mình cần đi ra ngoài buổi tối hoặc là bị mất điện các thứ đấy, mình lấy ra mình dùng rất là tiện. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 170k cho một cái đèn treo này nhá. Lúc trước bên em đang bán 200 đấy, đợt này thì hàng về giá tốt. Đấy, giá chỉ còn là 170k cho một cái con đèn treo này thôi. Đấy, các bác lên mã giúp em là đèn treo nhá, đèn treo 170k. Đấy, con này thì nó sẽ là sạc, các bác sạc với nguồn điện là 220V. Đấy, pin của nó thì là 2700mAh nhá. Công suất của đèn là 5W. Thời gian sử dụng sẽ là từ 8 cho đến 12 tiếng. Đấy, các bác cứ sạc đầy pin là sử dụng được từ 8 đến 12 tiếng nhá. Đấy, nếu như mà ở cái cường độ là sáng khỏe thì sẽ được khoảng 8 tiếng. Còn nếu như mà bật cái chế độ, ví dụ các chỉ bật một bóng ở bên hông thôi, thì sẽ khoảng trong vòng 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, 12 tiếng cho các bác luôn. Đấy, kích thước thì sẽ là 107 x 107 x 218 mm. Nói chung là cũng nhỏ gọn tiện lợi. Các bác mua về để sử dụng ở trong gia đình rất là tiện luôn. Đấy, các bác lên mã giúp em là đèn treo nhá. Đèn treo giá của nó sẽ là 170k.